Dự báo thời tiết đêm 13 tháng 4, ngày 14 tháng 4, phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.